A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con, cô bác trong nước trong ngoài nước xa cùng gần kính mến. Một lời tri ân. Thì hôm nay Quốc Tạo sẽ báo cho quý vị nghe một cái cơ cuộc mà hầu như nó đã chín mùi rồi, đã tới rồi. Thầy nói là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong thiên hạ thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, tức là cái cơ cuộc của chiến tranh đó bà con. Đó. Hay là cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát sớm giềng khổ dữ a. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Quý vị có thấy không? Bây giờ không? Nó lộ ra mùng một, một hết. Nó lộ tất tần tật cho bà con biết hết. Thì ở đây, Quốc Tạo có trao đổi với một cái cô tâm linh. Thì cô tâm linh này, cô nói là cô nằm chiêm bao, cô thấy tất cả những cái cơ cuộc này là cô thấy toàn bộ là toàn là nằm chiêm bao, thấy là miên gược không? Nó nào là cầm cây, cầm xà búp, cầm dao đủ kiểu. Nhưng mà ở đây Quốc Tạo hỏi cho cô nằm chiêm bao, cô có linh không? Có nghĩa là thấy như vậy rồi nó có xảy ra không? Cô nói là thấy ra hết con ơi. Mà cô nói với con mà cô vẫn ốc mình hết trơn. Cô nói với con mà cô toát mà hỏi hết trơn. Nhưng mà cô này ở bên tâm linh nha. Cô nói là chiêm bao cứ nhắc đi nhắc lại cô. Cũng là cái hướng đó, cũng là chạy như vậy. Cũng là kêu chạy như vậy, cứ chạy hoài. Và cứ gặp người ta gượt chạy, cầm cây gượt chạy. Mà cô gặp nhiều lần như vậy. Mà cô khi chiêm bao nào của cô gặp ra thường thường là nó sẽ có liền. Thời gian không lâu. Thì ở đây cô hỏi Quốc Tạo chứ, cô hỏi chứ cái chợ Ba Xài đó quý vị. Quý vị biết cái chợ Ba Xài không? Cái chợ Ba Xài nó nằm ở sau lưng của núi Cấm á. Nó nằm ở cái đoạn giữa của cái nhà của cái Chi Tôn. Nó nằm cái đoạn giữa của cái chợ Văn Giáo. Nó nằm ở sau lưng á. Nằm một lõi sau lưng. Thì khi mà bà con đến chợ Ba Xài thì bà con sẽ đi tắt ngang Vĩnh Gia Vĩnh Điều qua bên kia. Còn bà con đi ngược lại thì bà con sẽ đi vòng ngang cái núi. Vòng ngang cái núi Cấm. Đó. Chúng nó cấm bà con đảo qua bên bên núi Cấm, trước mặt núi Cấm ở bên đây. Đó. Thì ở đây cô nói là cô gặp ngay chân, thấy ngay chân cái chợ Ba Xài luôn đó bà con. Cho nên Quốc Tạo nghe nói mà ngốc mình chứ không có gì. Ngốc mình chứ. Rồi đổ mồ hôi luôn. Đó. Thì cái chợ Ba Xài này đó là hầu như nó là một cái điểm để rất là vắng vẻ. Mà rất là thô sơ, quan sơ. Nó để gọi là rất thuận tiện cho những cái ai mà làm chuyện xấu đó quý vị. Đó. Còn thì ở đây mình mới kháp lại, mình xem cái lời nói của cô coi nó kháp với khế lý khế cơ của nó đúng không. Thì ở đây có một đoạn nói là hạ nguyên mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi đổi hòn Hà Tiên, đổi châu đốc lại đổi tỉnh biên. Tại sao mà đổi châu đốc mà đổi tỉnh biên quý vị? Tại vì trong cái hướng đó là trong hướng đi ra, hướng của giặc đi ra quý vị. Mình mới đổi châu đốc đổi tỉnh biên mới là Thất Sơn lại đổi Hoa Liên nhà bàn. Mà đến lúc này nào quý vị, Hoa Liên năm nước chặt đàn. Năm nước này là ai? Thì trong chỗ khác cũng nói là đố cha nào dám giật cồn Hà Tiên, tại sao không giật Cao Miên cậu năm ở chển chú lên hồi nào? Cũng là năm nước nữa. Hay là tại sao đất sao lại chỗ có người bốn tay? Một cái đất nước chỗ thêm bốn tay nữa là thêm bốn người đang phối hợp với cái đất nước đó đang đi hại mình nữa. Đó. Đó là những cái cơ cuộc mà hôm nay Quốc Tạo muốn lộ cho bà con biết, quý vị à. Thật sự ra đó quý vị, nó đã chín mà đến chín thâm rồi quý vị. Điềm ứng hữu lưỡng hình loạn trị, quả điềm này thình tị loạn thâm rồi quý vị à, nó đã loạn thâm rồi. Thình tị đó quý vị nghe không? Thình tị nó loạn thâm rồi. Diêm Chúa khởi binh năm rồi quý vị, Hoàng Dương dân thình tị rồi. Nó đã đến cái cơ cuộc mà chín mùi như là cái trái chuối mà nó chín rồi cái nó thâm luôn, mở ra nó thâm kim luôn. Là như vậy đó quý vị. Thì như thế nào? Thì ở đây muốn cho biết là ở trong đó qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Qua cái chân lộ văn giáo đó bà con, thì lộ văn giáo đó nằm ở trước của cái chợ Ba Xài. Thì cái chỗ Ba Xài chạy vô lộ văn giáo đó là mấy chục cái số. Đó, từ lộ văn giáo chạy vô mười mấy cái số, không tới ba chục nữa. Không tới hai chục, mười mấy à. Thì chỗ đó là thấy như vậy là cái điểm đó là không tốt quý vị à, không tốt. Thì ở trong Tam Hoàng Thơ có cho biết là 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, tháng giêng muối mắm mặn khô, tháng tư cậu sáu dắt cô về chùa. Chú năm bợ đỡ nịnh thùa, nhà tôi hết gạo sách dùa đi xin. Má ơi con má chết sình, nó không ăn muối thứ hình. Má ơi chị xem tôi bắt con voi, bắt con chuột lắc nó moi vách nhà. Chị đừng mặc áo lan xa cho tôi một vạt đậy mà con beo. Cái cơ cuộc đó nghe Quốc Tạo kể nghe không đủ đâu, không đủ thời gian để kể đâu, nhưng Quốc Tạo chỉ lón ngang cho bà con nghe. Thì Quốc Tạo được học hỏi, được nghiên cứu tìm tòi, thì hôm nay Quốc Tạo sẽ lộ cho bà con nghe. Chứ để mà mình biết mình không nói thì nó bất nhân, mà nói không hết ý thì nó bất nghĩa. Thì ở đây muốn cho bà con biết là nó đã lộ hết rồi cái cơ cuộc, cái điềm báo. Bà con thấy không? Nguyệt thực, nhật thực,
mặt trăng ăn mặt trời, xong đó đẻ ra, đẻ trong cái đó đẻ ra một cái con mà tỷ cơ kêu bằng là ma dương đâu có gì, đẻ ra một cái con nó đi lòng vòng ở trên trời cao mà ta thấy quay thấy luôn đó. Chim bay về ở Kiên Giang đầy ấp hết trơn, có không? Ở dưới Gạch Giá hiện bây giờ, nước Cà Mau hiện giờ nước cạn, khô cạn, người dân rất là khổ, khó về cái phần nước. Cây cối sống, người dân còn không sống nổi, làm gì cây cối sống nổi quý vị ha. Rồi ở bên Kiên Giang, khoai lang 1 tấn có 1 triệu, 1 tấn khoai lang làm ra có 1 triệu bạc, rồi mình sao sống nổi bà con? Không bán được luôn nữa, dở chặn đó. Thì đây là cái điềm báo quý vị à. Điềm báo có nghĩa là khó nổi, biết đến năm Thìn, mưu cao như gã Cống Quỳnh ngày xưa. Trời chuyển thì ắt có mưa, lượt dày chảy trí, lượt thưa chảy đầu. Đó, trời chuyển thì phải có mưa quý vị à. Quý vị thấy trời nắng như vậy thì nó phải khô hạn, nó phải làm cho nứt nẻ đất lên, nó làm cho chúng ta gây hậu quả. Còn trời chuyển thì chút xíu nữa là phải có mưa. Thì ở bên Trung Đông nó đang để vũ khí lên cái bệ phóng hết rồi, thì làm sao mà tránh khỏi cái đại chiến thứ ba này được quý vị? Có một thì có hai thì có ba quý vị à, không thể nào chạy khỏi được. Cho nên Đức Thầy mới cho biết là đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Ở đây mình được sống trong chân im niệm ấm, những cô bác nào giàu có, những cô bác nào có đủ phước, mình sống đang gọi là đang khỏe mạnh, đang sức khỏe dồi dào, đang đủ lương thực, dư lương thực thực phẩm, thì thôi mình gãi hồ bở hồ bao đi quý vị, Bồ Tát đi quý vị, tức là tát bồ đi đó. Mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành, hơn tụng hơ hà hải tưởng Phật hay hơn ó ghé. Mình không cần đem số tiền này mà vào chùa, vào trong chùa đúc chuông đúc chùa lên làm chi đâu quý vị. Quốc Tạo nói rất là nhiều luôn, Quốc Tạo nói rất là nhiều, không cần quý vị, không cần làm chuyện đó. Quý vị đem số tiền này quý vị xuống dưới Cà Mau, dưới Kiên Giang, Gạch Giá, quý vị gãi cho Quốc Tạo, quý vị ở cho nước người này, đào giếng người kia đó, mua khoai lang người nọ, giúp đỡ cho người nghèo đúng quý vị à. Như vậy đó, thì khi chúng ta nhắm mắt rồi thì phước đức đó chúng ta vẫn còn mãi, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không đó. Chứ quý vị mà còn ngồi đó còn ôm cái đống danh thầy kêu bằng á, danh lợi thầy kêu bằng là một bả đó quý vị, một bả là cái tiếng mà gọi cái tiếng nôm na của mình là một bãi đó, một bãi đó quý vị, một bãi tự nhiên biết rồi ha, con Tạo không nói ha, một bãi đã biết rồi ha đó. Một bả thầy nói vinh qua một bả làm mồi để câu kẻ dại diệt tồi chắc lên. Nó tu mà ham chưa được vào sang với quyền tước là tu dối thế, mà con thấy nghe chưa? Có nghĩa là thầy nói cái danh lợi đó đó nó như một bả vậy thôi, mà mình tưởng đâu là nó là thiệt, mình đu nhau, mình đấm nhau, đấm đá nhau, mình nói nặng nói nhẹ, nói xấu với nhau rằng để hưởng cái bả lợi danh đó. Má thầy, mà thầy nói rồi bây giờ thì thầy nói khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao á khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của chừng nào mới nguôi. Thì thật sự ra Quốc Tạo cũng ít có thời gian để lên, nào là sức khỏe không cho phép. Quốc Tạo thức từ từ giờ 11-2 giờ đêm mới ngủ, còn buổi sáng thì phải tranh thủ thức dậy sớm đang làm những công việc tùm lum công việc hết trơn, đang đợi Quốc Tạo làm đó. Hầu như Quốc Tạo một ngày chỉ nghỉ được có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, nó rất là vất vả. Thì để dính thời gian đó, hôm nay không ngủ để dính thời gian nó lên tâm sự cho bà con nghe, chút hết cái nỗi lòng mình để cho bà con nghe là bà con ơi, thầy nói đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong thiên hạ thay nằm bằng non quý vị à, nó không còn nữa đâu quý vị. Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này đó. Mình thấy người ta như vậy, thấy người chết á rồi mình cũng phải chết quý vị à, thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tang vừa lướt qua mau chôn người hôm trước, hôm sau chôn mình. Thấy người ta chết, sớm trên chết, sớm dưới chết, thì tới mình chết. Ở nước ngoài, nước này bị dội bom, nước kia bị dội bom, thì tới mình bị dội. Ở nước ngoài người ta ngập lụt nước lũ động đất, thì tới mình bị ngập lụt nước lũ động đất. Y gan như vậy quý vị, không có sát, không có khác sai một mẻ nào đâu quý vị, không có sai một mẻ nào đâu. Nhưng mà thời gian thôi, thời gian thôi. Thì ở đây thời gian này mình làm gì quý vị? Thì mấy người giàu có, thầy nói á, thầy nói là làng gần chứ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng guộc gà với nhau, ngày nay nè tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, nó giúp cho người ta đi quý vị ơi. Nó nếu mà quý vị không giúp á, thì thầy nói á, nếu mai mà có chuyện á thì là bên chồng dành chia, nó bên chồng dành chia với mình, đó là cái câu ý của thầy đó quý vị. Thì thôi trở lại vấn đề, thì Quốc Tạo sẽ cho bà con hiểu biết được là hiện bây giờ chúng ta đang đứng ở trong cái chảo dầu, rồi đứng ở trong cái vực thẳm,
đứng ở trong cái chỗ gọi là nhúc nhích là chết. Cho nên bà con phải nên nắm tay nhau cùng nhau xây dựng một cái tòa lầu đài phước đức để chúng ta nuôi sống tất cả, bảo vệ tất cả những người dân bà con nơi đây. Thì mong rằng cũng như ở trong cái bài học mà còn nhỏ Quốc Tạo còn học, đó là câu là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy gần khác giống nhưng chung một vàng. Quốc Tạo sẽ nơi đây, Quốc Tạo sẽ bảo bọc tất cả những bà con ở gần đây, ở các xã lân cận này Quốc Tạo bảo bọc hết. Còn quý vị có mạnh nữa, có lòng từ bi nữa, quý vị bảo bọc giùm đệ tiếp Kiên Giang, Gạch Giá, Cà Mau đi quý vị. Mình là con người với nhau quý vị à. Nó cho nên Quốc Tạo chỉ mong rằng bà con có lòng từ bi xuống dưới tiếp nước, rồi tiếp giếng, rồi tiếp gạo, rồi tiếp lương thực, thực phẩm, rồi giúp cho bà con ở dưới là Quốc Tạo vui rồi. Thì trở lại vấn đề, thì mời bà con nghe một cái cơ cuộc của cái cô này báo quý vị nghe dẫn ốc mình ở trong quý vị. Là thấy mùng 1 gì quý vị, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, ghê lắm quý vị. Hay là tháng 3 bá tánh khóc rồng bị tầng nó giết bó hồng tuôn rơi, tháng 5 tháng 6 rụng rời, tháng 7 tháng 8 gã rời tây thi. Đó. Mời quý vị cùng nghe cái cơ cuộc là để rồi cuộc loạn quân tầng giết cho tứ thánh bất dần hay không. Ếch ngồi đá giếng bất trong, dịch nghe tiếng sấm cũng không biết gì, khoai lang lại với khoai mì, đến khi tầng khở độ thì khẩu ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nằm mộng biểu thờ sao là tỷ sợ thờ y gan vậy đó. Này là ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát. Để kể cho Quốc Tạo nghe là cách trong vòng cái tháng này nè, tỷ nằm mộng á, tỷ nhờ Quốc Tạo hỏi mùi tỷ cơ á, dùm tỷ có hai đêm liền một lúc á, là nằm mộng thấy là giặc á, là nó đánh tới chợ Ba Sòi á. Quốc Tạo biết chợ Ba Sòi không? Ba Sòi biết nha, Ba Sòi là ở trong chợ Chi Lăng chút nha. Nè, để kể cho Quốc Tạo nghe, một đòn á, là giặc nó đánh tới chợ Ba Sòi, một đòn á, là nó đánh ở dưới chân núi Cấm nó đánh tới. Thì tỷ ở chính giữa tỷ coi hai cái đòn giặc này nó đang chiến tranh, nó đang đánh dữ lắm luôn. Kéo rồi tỷ đứng coi, cái bà đó bà nói nè, sao con giờ này con còn đứng đó con coi, con không chạy lẹ đi để hơ rồi con chạy sao kịp. Cái bà mới nói con phải xuống thiền nha, xuống thiền để không thôi là con chạy không có kịp. Thì bắt đầu bà tỷ chỉ cho tỷ chạy hướng đó để xuống thiền. Thì là tỷ mới có quay đầu chạy cái hướng của cái bà đó, bà kêu, thì gặp một ông rồng xanh, ổng rước tỷ lên cái lên lưng ông rồng xanh, ngồi là ổng cứ lạc, ổng chở tỷ đi. Thì tới khúc đó là không cho nhớ nữa, mà hai lần đều nằm mộng thấy giặc chiến tranh nó đấu, nó đánh với nhau như vậy đó. Thì đều gặp hai lần ông rồng ổng đã cởi tỷ đi, cởi lên mình, ổng cứ cởi tung tăng vậy đó. Rồi Quốc Tạo hỏi mùi tỷ cơ, tại bên mùi tỷ cơ là cái cơ mặt của nó là nó trùng hợp với bên giấc mộng của tỷ rất là nhiều, có thể là tới 90% luôn á. Cái chuyện mà quyền cơ sắp đến chuyện gì á, là cái mùi tỷ cơ đó nói là phải nói là tỷ rất là nể luôn. Thì thành thử tỷ nhờ đệ là hỏi, mình nói cái câu này lên cộng đồng mạng cho những quý vị người ta ở Ba Sòi đâu đó, người ta có chuẩn bị, người ta cúng lại tu hành tinh tấn như thế nào, dưới chân núi Cấm như thế nào đó, cho tùy tâm chúng sanh mà ta nghe được, mà người ta ngộ nhận, người ta giác ngộ là chuyện của người ta, còn người ta không nghe là chuyện của người ta. Ý là tỷ muốn là như tỷ mùi cơ nó đang lên clip của Quốc Tạo, nói là có một cái vị đó nằm mộng thấy giặc nó đánh tới như vậy đó, rồi hỏi coi là cái tỷ đó thấy như vậy là điềm tốt hay xấu. Tỷ cơ lên cộng đồng mạng cho tỷ đó phải theo dõi trực tiếp để mà bà hiểu. Cái nãy chị nói đánh tới chợ Ba Sòi hả chị? À, nó tàu nó đánh tới chợ Ba Sòi dữ lắm nha Quốc Tạo. Rồi á, một đòn giặc nó đánh tới chợ Ba Sòi, một đòn giặc nó đánh phía chân núi, mà cũng cái đường chợ Ba Sòi nữa, mà đánh phía sau. Hai cái đòn này nó tấn công tới, một đòn thì nó vô Ba Sòi nó đánh đầu, nó chặt đầu, nó giết người dữ lắm luôn, là mình đứng mình coi á. Rồi xong là một đòn nó đánh phía sau của núi Cấm. Nó là vậy đó. Dạ, trong sách đẩy luôn cho. Trong sách đẩy gì á.
Tỷ thì nằm mộng, mới nằm mộng đây hai lần liên tiếp là giặc nó đánh. Tỷ bảo đảm với Quốc Tạo là năm nay phải có chiến tranh thôi, tại vì cái mà tỷ nằm chiêm bao hồi đó giờ á, là quyền bí dữ lắm. Tỷ nằm bao là Quốc Tạo mở cái clip của nữ cư sĩ vô danh hồi xưa năm 2000, tỷ đã lên hai cái clip của thằng thằng lang thang nó lên cho tỷ, là nằm mộng không có mấy ngày là trên Long An là bệnh dịch tới, là tỷ đang á, bị ở trên chuyển, tỷ nằm dùng ở trên Long An á, là về dưới này là có 6 ngày là bệnh dịch ở trên đóng cổng luôn, là tỷ mướn nhà trọ ở mới xây được cái nhà này nè, là mới cắt nhà này đó, là tỷ ở trên Long An 3 năm 6 tháng là trên làm chuyện cho cha mẹ về trên á. Để phá cái trận mộng tỉnh Thất Bồng Lai đó, Quốc Tạo biết không, ổng tà đạo đó. Tỷ tới đó làm bộ vô xin số điện thoại rồi đem con mồi này cho ổng, mà phá được cái trận đó đó, trận đó tỷ mới được về đây, ở đây mới cắt nhà được ở đây đó. Thì thành thử Quốc Tạo cứ lên lên nói chuyện thẳng với mùi tỷ cơ, nói là có chị đó chỉ nằm mộng thấy như vậy đó, rồi hỏi chị vậy chứ coi á, là chị đó nằm bao như thế nào, và cái quan trọng nhất là 2 lần được gặp ông rồng xanh đó, mà ông chở tỷ đi 2 lần, cái điểm đó là tốt hay xấu thôi, tại trong đời tỷ chưa thấy ông rồng xanh mà lần nào như mà lần này 2 chuyến đĩa Quốc Tạo. Dạ, yeah, 2 chuyến luôn ha. Ở hai Rồng 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 đen là Hắc Long, rồng xanh là Thanh Long, rồng trắng là Bạch Long. Vậy là mà chị gặp được ông một ông thẻ rồi đó. là ông, tại vì cái bà đừng bà nói con à, sao con đứng nó hoài vậy, con không chạy đi một hơi, nó chạy không kịp, con đi lại cạnh đó đó, con xuống chiếc đò con mới chạy được nha. Thì là tỷ chạy lại cái đường đó thì không có thấy chiếc đò, mà thấy ông rồng ông rước tỷ đi, và tỷ lên lưng ông rồng đó, mà là 2 lần thấy giặc đều 2 lần thấy được ông rồng ông rước tỷ lên lưng ông, bảo đảm với Quốc Tạo năm nay là phải có chiến tranh thôi, chứ không biết chạy đường nào mà khỏi hết. Chị Tại cái cơ này, nói chuyện em với ốc mình chưa? cái cơ này là không có chạy khỏi đâu đó Quốc Tạo, tỷ dám khẳng định giống như là muội tỷ cơ nói. Còn mà muội tỷ cơ nói cái vụ mà ở Gạch Giá đó là tỷ quá ok hoan nghênh với muội tỷ cơ luôn. Muội tỷ cơ nó biết mặt khẩu như vậy là tỷ quá hoan nghênh đó, tại vì ở Gạch Giá tỷ nằm mộng biết hết rồi, biết biết chân à. Nói chung ra tỷ dốt lắm, không có biết giống như phần căn của người ta, mà nhờ có cái nằm mộng không, tạo cái gì đến đến là nằm mộng không Là mình làm mọi người mà. thấy thấy trước là sẽ lộ ra Đúng rồi, chuyện gì anh thấy là sao tới tới chứ, cho biết mà. bởi vì cho ông Thơm nói là điềm ứng hữu lưỡng hình loạn trị, quả điềm này thình tị loạn thâm, nó thình tị đó chị, loạn thâm luôn. Đúng rồi, đúng y gan vậy đó. Mà chị thấy Quốc Tạo lên nói pháp rất là thông, rất là hay, không có dấp điển một miếng nào luôn. Cái điển của thầy là Quốc Tạo có đó. Tại vì khi mà cái người không có điển, người ta nói theo sách á, là cái tiếng nó không trong mà nó không bắt nhịp thanh nha. Tại vì tỷ từng nghe những đệ tử của thầy rồi thuyết pháp nói trong cái đạo lý á, người nào có điển hay không thì tỷ sẽ nhận được. Nếu mà người ta không có điển là câu nói người ta không có trong, không có thanh, giống như là bắt nhịp càng ngày càng cao đó, là mà có điển của thầy đó. Giống như là mình nói là mình sẽ cảm giác được cái giống như mình không biết nói cái gì, nhưng mà tới lúc mà mình nói là sẽ có, giống như có ai đó là kêu mình nói gì gì vậy đó, mình nói rất Đúng là rồi, đúng rồi, đúng. nó logic. Đúng rồi, mà nó lẹ lắm, mà nó rất là tiếng cao cao chậm bổng đó, là cái đó là cái điển điển của thầy cho mình, là Mình cái nói chứ cái điển này nó quyền bí lắm Quốc Tạo là ơi. quyền bí Tại lắm, nó sâu xa lắm. Ví dụ như bình thường là Quốc Tạo không biết nói gì chứ, Quốc Tạo gặp tay em gu à, em nói mô Phật không à. tỷ nghe Quốc Tạo mà thí dụ nói chuyện với phần căn nào, cái Quốc Tạo chọt vô mấy cái câu vô mà có cái điển là nó có cái thần lực mà nó thông 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 lắm nha, chứ không phải giống như mà mấy cái clip mà của người lang thang hay là của người này kia,
thì nói trong kinh sách khác, còn cái chân điển là nó khác, mà tỷ thấy quốc tạo có chân điển của thầy đó. Mà Như là chị nói là em tự động cái trong mình em nó muốn nói nhiều cái chuyện ra lắm mà em không dám nói, thì sao em không muốn nói ra lắm. nói đây chứ mà quốc tạo biết không, quốc tạo á là có chân điển của cậu Hai Nhu rất là nhiều hơn đó nha. Quốc tạo biết cậu Hai Nhu không? Hai Nhu là con của ông ba hả? Ừ, quốc tạo có chân điển của cậu Hai Nhu rất là nhiều đó. Nói thiệt, cái quốc tạo quyền bí tỷ năng cơ mặt ông ba thớ là ông ngoại của mình ở bên cõi tiên đó, còn thầy của mình là bên cõi Phật, nội tổ ngoại thiên đó quốc tạo tại trần gian ta không biết đó, bên cung tiên bên cung Phật đó, ông ngoại đã nói là Phật thánh tiên cùng nhau xuống thế đó, bên nội bên ngoại đều xuống trần gian quá độ tất cả chúng sanh ở cõi ta bà màn hạ nguyên hạ này đó, mà tại chúng sanh không biết đó. Chị cho em hỏi cái câu này nè, cái câu này cũng quan trọng lắm. Sao mà mới có tháng 3 mà ở thành thành phố cháy nổ quá nhiều luôn chị, dập 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 thành phố không chị, chẳng lẽ chỗ thành phố nó là đại nạn cho đến đầu tiên sao ta? Nó là người đi đầu mà đệ, cái đó là răn đe như vậy là tất cả chúng sanh còn lại là phải quỳ đầu, một vị nào phải đặt bàn Phật cầu an rồi cúng lại để cầu xin cho cái nơi đó, đó là mưa thuận gió hòa như thế nào và thế nào. Nếu mà một cái Sài Gòn đó có một gia đình nào là phải tự nguyện thì đỡ nghe, còn không cái này chưa đâu, mới cái này hé màn thôi đó quốc tạo, còn mà vô màn một còn dữ nữa kìa, nước nó dưng hả, quốc tạo thấy mà thương luôn, nhà cửa ta nói tan nát, nó vét từ hé tỷ nói rồi quốc tạo coi, từ Sài Gòn tới Bạc Liêu tới Sóc Trăng luôn một chặng này trong năm nay. Quá wow, ha. Nó là cái đó là lệnh của cha mẹ bề trên cho biết mà, đó là lệnh của thiên đình đã dạy các con các cháu cho biết lần nào mà ổn quá, dân Sài Gòn sống ai người ta đứng ra mà đặt bàn cầu án xin đường ngộ ha. Dạ, cầu quốc thế dân an ha. Là phải có một gia đình cầu cho quốc thế dân an nè, rồi như nhà của tỷ là cái tháng giêng đó lại dữ lắm. Đồng đạo của tỷ là lại ha, 12 giờ trưa, 12 giờ đêm, 6 giờ chiều, một thờ, 136, ba thờ. Thờ thứ nhất cầu quốc thế dân an, thờ thứ hai cầu cho trả ơn đồng bào, ơn ăn nhân lỗi, ơn đất nước, ơn của quyền. Thờ thứ ba hồi hướng công đức cho chúng sanh. Mà cái đòn của tỷ là xuyên suốt 24/24 đó quốc tạo, chứ không phải dễ đâu quốc tạo. Tỷ còn thấy nó đánh về tới Long Xuyên này, tới đâu còn biết hết trơn mà. Mà gì mình đây thì gan luôn tay, gan trong cái lời thầy. Cái lúc mà trong cái cuốn đồ thư đó là nói là đánh ở bên cái dách Ba Sài đó, rồi đánh kéo dài ra ngoài chợ Văn Giáo luôn. Bởi vì mới có câu là qua lộ dân giáo máu tràn thành sông đó, và đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi ông cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang. Rồi ông Ba Thớ thì ông nói là kẻ thị phi niệm Phật đưa đường, qua lộ dân giáo vô thường quyết lưu. Hai câu đó khớp với nhau là toàn là ngay chân chợ dân giáo, máu chảy thành sông. Đó bắt đầu cái tới tiếp tục đến, cái đánh dài ra tới ngoài, gược ra tới ngoài Châu Đốc. Cái đầu cái Đức Thầy mới có cái câu là cái bài lỵ Tam Châu đó, Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mãnh thú trừ tà ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Mới tới là tầng bang hậu hạng tiêu du động, là tầng là miên nè, tầng miên, bang là một nước, là một nước miên, hậu hạng, hậu là sao, sao nó hạng mình, hậu hạng vụ gì. Thì ngày xưa đó cái thằng Thái Lan đó nó tiếp phần Campuchia, cho nên là mình đã chặt đầu cái ông vua Sim đó, cho nên nó hẳn lây đó. Bây giờ tầng ban hậu hẳn tiêu du động là nó là động thủ. Nam quốc lương dân kiến linh xa, là Nam quốc là nước mình, kiến là thấy, linh xa là xác chết, nước mình dòm thấy xác chết đầy dẫy hết trơn chị ơi. Thấy mà thảm luôn, chị thấy không, lời của thầy không siêu sao không? Đó rồi còn cái chỗ mà Tam Châu hữu ngạn đó, Tam là ba châu, là ba châu từ Châu Đốc mình trải dài xuống. Tam là ba châu, là Châu Đốc nè, rồi Châu Phú nè, Châu Thành. Mà tại sao nói là sao không nói qua bên Tăng Châu bên kia mà nói bên đây? Tại vì nói là Tam Châu hữu ngạn, hữu là phải,
Ngạn là bờ, tức là bên bờ phải, tức là từ cái mí Châu Đốc đi xuống là bờ phải, đúng không? Bên kia là bờ trái. Đó, thầy nói rõ ràng mà. Lỵ nhỏ xa là khóc, là bị khóc, lỵ là nước mắt, nhỏ xa là nhỏ rất là nhiều ra, kêu bằng nhỏ xa. Đó, lúc này là mình khóc, là khóc gì? Nó tràn xuống, phải không? Nó xới, nó cấy, nó làm lum hết trơn. Thì Campuchia đó nó có ba cái điều của nó rất là ghê gớm: giết sạch, lấy sạch và đốt sạch. Chị thấy ghê chưa? Nó không có nhân từ, nó như khói mè đỏ vậy đó, nó không có nhân từ đó. Rồi bắt đầu nó chạy chạy xuống, nó giết cái trơn xuống cái tới cái gan, là chỉ nói là thiếu tá Long Xuyên, cái có cái trong tứ thánh tâm tư tam hoàng thơ mới nói là tại sao chẳng xuống chợ kinh. Chợ kinh tức là chợ kinh sáng Tân Châu đó, đi ngang Châu Đốc Trà Vinh trở về, là đi ngang Châu Đốc luôn, đi xuống Châu Đốc nè, đi xuống Long Xuyên nè, xuống tới Trà Vinh. Trà Vinh tức là cấu kết với miền Trà Vinh, bị mấy nước mình đánh là ngược, cái chạy ngược lại, chạy ngược lại. Thì nói có câu là sau này Campuchia nó về nước nó không không ôm giáp gốc Lâm Vồ đó chị, là có nghĩa là còn có mấy mấy người à. Y chang lời chị luôn, chị nói sớm vậy nghe mà dân ốc chứ. Ông chị thấy chị thấy mấy mấy người đó nó ngược, chị thấy nó bằng áo hay là nó chằn mà nước da nó mà vậy không? Nước da nó màu đen không, mà nó dữ lắm cưng ơi, nó dữ lắm, nó ở trần mà nó cầm đủ thứ vũ khí hết trơn mà, Ghê ta. nó đánh nó chặt nó làm dữ lắm. Tôi nói hả, mà chị mắt đứng coi hoài á, coi mà nó chỉ thị đi đường nào á, mà mình đứng mình coi hoài á. Dạ, nó chỉ thấy đi nào nào. Thì đó, nó tới Ba Sòi một tớp ở dưới chân núi Cấm đó, mà dưới chân núi Cấm phải đi phía sau á nha, phía sau nha, chứ không phải đi phía trước à, phía sau là cũng là cái đường Ba Sòi luôn á nha đệ. Dạ, phía sau là đường Ba Sòi luôn, đúng rồi, có đường Ba Sòi, có đường phía sau, đi Ba Sòi là mình đi tắt ngang qua núi Cấm đó. Tỷ không biết mà tỷ thấy rõ ràng là nó đi phía sau đường Ba Sòi, còn một tớp là nó đang tới chợ Ba Sòi riêng là hai tớp, nó đậu nó giết tàn ơi. Tôi nói Quốc Tạo ơi, thấy ghê tởm, mà mình không sợ, mình cứ đứng mình coi hoài đó chứ. Rồi bắt đầu cái bà đó bà la tỷ, bà biểu chạy lẹ quá đò mới kịp, nếu hơn hơn nữa là nó giết luôn con. Cái bắt đầu là cấp đó là tỷ mới quay đầu chạy, thì không có thấy xuống chiến đò mà thấy ông rồng xanh á, ông rước tỷ mà hai lần lần trước á là thấy nó đánh bình bình đường kia, giống như tỷ cờ nói đó, bình ở bên mà gạch giá đó, tỷ Dạ. cờ nói, mũi cờ nói Dạ đó, dạ. mùi cơ nói chuyện huyền bí à, giống như tỷ nằm mộng lắm, tỷ rất là nể mùi cơ đó. Bởi vì là tỷ muốn là để mà kết nối Zalo rồi chị em nói chuyện cho nó dòm tỷ, rồi nó trị bệnh cho tỷ, tại vì tỷ cũng bị phần căn nó dập, tỷ trốn đằng chết đó, mà cách để nó gặp nó dập thấy bà luôn á, tỷ trốn không Dạ dạ rồi vậy ha, vậy hai chị em mình được. tâm sự vậy được ha, rồi cái Rồi đại lên clip sau để cứ nói vậy nghe, rồi cho tùy các quý vị đỡ Ba Sòi, nhằm khi người ta chuẩn bị người ta có giờ đi đâu đó, người ta giờ hay là người ta giác ngộ, người ta lại người ta đặt bàn cầu an, nghĩa là tùy chúng sanh thôi. rồi Tùy chúng ok, đại sanh sẽ báo với người dân ở đó. rồi á, đại hỏi cái muội tỷ cơ rồi tỷ liên nặng bao, thấy ông gầm như vậy là cái niềm tốt hay xấu, rồi lên lên clip là tỷ đang theo dõi clip của Quốc Tạo lắm mà. Dạ cái đúng rồi, mình thấy vậy mà tỷ thấy như vậy mà ưa có xuất hiện là nguy hiểm nghe, là mình phải kêu bà con cẩn thận. Rồi kêu bà con gán cẩn thận, gán cúng lại ăn hiền ở lành, đặt bàn cầu an, nếu ai là người ở đó thương chúng sanh thì đặt bàn cầu an, mình cầu an động lòng trời là các ngài người ta xuống người ta tiếp mình hết trơn à Quốc Tạo. Giống như là như tỷ nè, tỷ thì ít niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tỷ thường niệm mấy bài Tây Phương của thầy dạy lắm, đi đứng nằm ngồi là tỷ đọc bài Tây Phương nhiều lắm.
tại vì tỷ đọc theo trong cái tâm của tỷ ở trên của quyền của tỷ nói là kêu tỷ phải đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cử thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi hóa giải cho đất nước Việt Nam được thái bình an lạc bất là đi đứng nằm ngồi tỷ đọc bài đó rồi chiều vô là tỷ đọc bài Tây Phương tiếp dẫn mấy cái linh hồn chết quan chết ức rồi xong là đi đứng nằm ngồi đọc bài đó xong mới đọc Nam Mô Di Đà Phật. Đó là sứ mạng của tỷ đi đứng nằm ngồi. Tháng này là tỷ được khỏe nè, mấy tháng trước là thức ban đêm không có ngủ được đâu đó quốc tạo là niệm Phật đọc bài mặc chú không đó quốc tạo đâu phải dễ dàng đâu. Mình muốn cứu chúng sanh một cái làng này, cái xứ này là mình phải có trọng trách rất là nặng chứ không phải là dễ. Bởi vì như tỷ ở cái này là nó nằm nửa ở Long Xuyên đi vô nó nằm ở cổng chào nè. Nó nằm ở cổng chào ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo mà nghe muội tỷ cơ nói vậy tỷ cũng đâu có dọn đi đâu đâu. Tại vì là cái này cho tỷ về để các nhà là cũng cơ mặt của bề trên kêu rồi. Thành thử tỷ cũng bình thường thôi. Cũng không có sợ gì giặt tằn gì chứ. Quốc tạo thấy ở đây được không hay là phải ẩn cư chạy nơi khác nữa. Chị đang ở đâu? Chị đang ở mà Long Xuyên đi vô đèn... cổng chào Phú Hòa đó, chỗ ban tự sự Phật giáo Hòa Hảo á. Ồ vậy ha. Có một cái câu giảng như thế này. Câu giảng là ba âm thanh gào khắp trên không, ba đêm diệt trước mênh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tin. Thì cái câu đó dịch lại, tạm dịch lại là âm thanh gào khắp trên không, có nghĩa là muốn có chuyện gì xảy đến là sẽ đối với người tu là sẽ có âm thanh gào trên không, gào khắp trên không hết trơn. Ba đêm diệt trước có nghĩa là ba đêm này là sẽ cho mình biết ABC đó, con tu hiền đó, rồi có cho con biết cái điểm trước là sẽ có chuyện, con phải dọn nhà con đi đó. Ba đêm diệt trước mong mong cứu người là cứu cái người đó, núi tan nè đất sụp bớ người là đó là đại họa đến, rồi di sơn đảo hải, di sơn là giờ núi, đảo hải là lấp biển, thương người không tin là thương những người không tin mới bị nạn vậy. Còn chị em mình là người tu, chị em mình tin thì hôm mà có chuyện gì thì sẽ báo cho chị biết trước 3 ngày, 3 đêm. Chị yên tâm á. 3 đêm. Chứ bây giờ nhà cổ tình dữ mình vợ đâu được chứ. Mà quốc tạo giải này cũng hay lắm á quốc tạo. Nếu mà có hỏi quốc tạo giải vậy là đúng cái lý của cái vụ quốc tạo nói theo kinh kệ của thầy chứ đúng cái lý của Du Di rất là đúng luôn á. Này, bài toán tỷ hỏi giống như để quốc tạo nói chuyện để mà tỷ cũng muốn quốc tạo càng ngày càng tiến lên cái clip của mình á rất là phát triển giống như nó thịnh giống như bây giờ á quốc tạo trả lời rất là đúng theo cái mặt Du Di cái mặt Du Di mà có quyền cơ á thì nó cũng y gan vậy mà quốc tạo giải bài cũng quá ok. Dạ dạ cảm ơn chị ha rồi vậy là mình kết thúc ở đây ha, bữa nào hai chơi mình sẽ gặp nữa ha. Rồi chào rồi. Để cứ nói vậy đi. Đệ nói theo cái ý, cái tâm của đệ là nó vừa hai mặt mặt của kinh sấm giảng của thầy mà nó vừa đúng vô cái lý cơ của cha cùng mẹ luôn. Cái cơ đó vậy là vài ngày là hai cha mình gặp mặt một lần ha. Vài ngày hai cha mình gặp một lần để hai cha mình nói về cái cơ cuộc đăng lên mạng cho bà con ta nghe cho ta tu. Ok, à, chừng nào mà tỷ có nằm mộng á, tỷ cái gì mà đến giống như là có công chuyện gì đó thì tỷ điện cho quốc tạo, còn mà không có công chuyện thì không có nằm mộng được đâu. Rồi, tỷ không muốn lộ nhiều nữa, tỷ muốn đang lắng nghe mùi tỷ cơ thôi. Biết rồi, nhưng mà tại tỷ cũng phải giúp ích cho cái phần công sức của mình chứ. Chứ bây giờ nó tỷ không giúp rồi ai giúp đây tỷ? Ta không vào địa ngục ai vào đây, bởi vì mình phải giúp ích cho đời mới được tỷ ơi. Rồi ha, rồi chào tỷ nha. Chào nào có cái điểm báo gì là điện liền nha. Điện cho đệ. Rồi nào mà cần là tỷ sẽ điện, rồi đệ cứ nghe máy đi. Rồi cho mà điện là điện giờ này nha, giờ này là mới rảnh. Vậy hả? Rồi. 9 giờ thì sao mới rảnh rồi. Quên nữa, bữa hổm là hỏi cái vụ mà ở Hạch ở Phú Quốc đó, sao không nghe mũi tí cơ trả lời cái bên Phú Quốc nó năm nay nó có cơ động vậy? Phú Quốc không có trả lời được. Tí cơ nói cái đó là mình chỉ vào một cái điểm mà đó là nó nguy hiểm lắm, không có trả lời được cơ. Nếu mà trả lời là lộ cơ. Lộ mình chỉ hé thôi chứ không cho không có mở.
hé Có hé được cái gì không? Có hé bên Phú Quốc có năm nay có cái gì không? có miên gược, cái cho bạn đó, bạn miên gược ở Phú Quốc, nói vậy thôi chứ không có nói nữa, nó miên gược trong Phú Quốc. Tại vì á, cái giá cái clip đó tỷ mắc vô nhà cậu rồi, khúc mà tỷ nghe Bùi tỷ cơ đồng ý kết nối Zalo, tỷ tỷ mừng quá, tỷ mở cửa chạy ra đó. Thì đến hẹn lại lên, thì qua một tuần lễ vừa qua thì Quốc Tạo đã cung cấp tất tần tật những cái món đồ của mình đến tận tay cho bà con, cũng như những bà con cần tiêu dùng và đáp ứng mọi nhu cầu. Thì kính thưa bà con, thời gian gần đây thì Quốc Tạo luôn không ngừng nâng cấp những sản phẩm của mình lên và luôn luôn đi học hỏi những vị thầy ở trên vùng bảy núi và những vị thầy ở ở nơi gọi là ở trên núi Tà Lơn. Thì qua quá trình học hỏi thì Quốc Tạo đã quen rất là nhiều người sư phụ rất là dạy, rất là hay những cái bài thuốc dân gian, những cái bài thuốc mà hầu như là hiện bây giờ trên cộng đồng mạng là chưa ai cung cấp cho bà con dùng bao giờ, nhưng mà đến tay Quốc Tạo thì đã thành công và đã, nếu mình chịu làm thì chịu thành công, bà con mình chịu cực khổ một chút là mình sẽ có những bài thuốc tốt cho bà con dùng mà. Thì qua quá trình nghiên cứu thì nơi đây Quốc Tạo có cho bà con một cái tin vui, đó là ba chai dầu diêm son Quốc Tạo hiện hiện bây giờ tất cả những cái combo Quốc Tạo từ cái mí này kêu bằng là một chai rượu xoa bóp, hai chai nhỏ mắt, một lọ thuốc ngứa, hai chai thuốc nhỏ diêm son và ba chai dầu, tức là combo Quốc Tạo thì hiện bây giờ luôn học hỏi, luôn không ngừng học hỏi và nâng cấp lên. Thì quý vị, cho quý vị thấy đây, đây là một loại dầu được Quốc Tạo chế biến là phải xong rồi, với hai cái loại, hai cái giỏ dầu này mình chế biến xong rồi nó ra cái nước trắng, xong cái mình lấy nước trắng mình ngâm với một cái số thuốc bắc trong đây, tức là 6 vị thuốc bắc, ngâm thêm 6 vị thuốc bắc vào đây thì ngâm, quá trình ngâm là trên một tháng, rồi trên một tháng xong rồi mình mới thêm vào một cái vị. Đây đây là cái vị này là 1 lít như thế này đó quý vị, 1 lít đó là 1 triệu, lít là 1 triệu. Thì Quốc Tạo đã được sư phụ để đưa lại mà nghiên cứu sản phẩm hương vị trong đây đưa lại cho mình, thì hôm giờ bây giờ là nó được nâng cấp thành là cái chai dầu như thế này, là cái chai dầu vàng chanh. Còn khi Quốc Tạo nâng cấp cái chai dầu cái thế hệ thứ hai đó là nó mà nó màu như thế này nè quý vị, nó cái màu là nó màu thuốc bắc đó, nó đã nó mà nó đậm đặc hơn một chút, nhưng đậm gì nè quý vị. Rồi từ cái màu này nè mình mới chế cái loại, này vô nè, cái loại gọi là hương vị của sư phụ Quốc Tạo chế ra nè đó. Thì xin tạm giấu cái hương vị này nha, thì bà con dùng bà con biết liền, bà con dùng bà con biết cái hương vị nó đặc biệt liền. Thì chế vào nó sẽ thành là cái màu vàng chanh, đây đây là cái màu vàng chanh, đây là cái thế hệ thứ hai, đây là thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ hai của chúng tôi nâng cấp lên là maximum lên như thế này, cho thế hệ thứ ba chúng tôi đã cải cách lại thành là cái màu vàng chanh như thế này. Thì cái màu vàng chanh này nó đặc biệt như thế nào? Kính thưa bà con, nó quy tụ tất cả tinh túy những cái gì mà Quốc Tạo học hỏi được từ ba vị sư phụ. Thứ nhất, vị sư phụ đầu tiên làm cho chúng ta hửi vô nó nồng, nó cay. Sư phụ thứ hai hửi vào nó sẽ cay nồng dai hơn. Ví dụ như sư phụ đầu là nó có khoảng chừng trên 2 tiếng trở lại, thì sư phụ thứ ba là 3 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Rồi vị sư phụ thứ ba đó là nó có một cái hương thơm rất là cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt như thế này, cái hương thơm này đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta, nào là lỗ mũi chúng ta bị khịt khịt nè, rồi nhảy mũi, ách xì nè, vân vân, rất là nhiều cái thành phần trong cái thuốc này để giúp cho chúng ta bị viêm son. Chúng ta không cần uống thuốc, chúng ta chỉ sức dầu thôi. Còn các cái bệnh lây ở ngoài không khí cũng như là covid nè, cũng như phổi nè, cũng như phổi trắng nè, vân vân, chúng ta rất là bận tâm khi em cháu, con cháu chúng ta đi học đến trường nhưng mà không biết ở trường có bị nhiễm dịch hay là có bị gì không, tại bây giờ chúng ta sống chung với dịch và không biết nó có nhiễm rồi nó đem về nhà nó lây hết gia đình nữa đó. Mình nỗi lo lo lắng cho mình mà không cho đi học thì nó lại là nó bị thua sút anh em bạn bè, cho nên là phải bắt buộc cho đi học. Thì nơi đây còn cô chú đi làm văn phòng bữa nào cũng phải mắc đi làm, gia nhập vô chợ búa văn phòng công nhân viên này kia làm công ty, thì cái chai dầu này rất là hữu ích quý vị. Bây giờ quý vị ở công ty Bon Chen ở Bình Dương đó, Bình Dương thành phố là Long An, tất cả nơi có công ty, quý vị muốn có chai dầu này rất là dễ. Quý vị trực tiếp điện thoại cho Quốc Tạo, đây có số điện thoại Quốc Tạo để đây, 0927731654, 0383893763.
và con cứ trực tiếp điện vào thì Quốc Tạo sẽ gửi đến nơi cho bà con đó. Cây dầu này á Quốc Tạo nói trên màn hình luôn, để không thôi rồi có nhiều người lạm dụng dầu Quốc Tạo rồi đi bán lại cho bà con với giá mắc, rồi bà con không có tiêu dùng nổi, không có mua nổi thì cũng tội nghiệp bà con. Quốc Tạo chia lại bà con một chai 4.000, đúng 4.000 luôn, không 3.900 cũng không được, mà 4.100 cũng không lấy. Có nhiều người ta lạm dụng cái chuyện Quốc Tạo làm, thấy Quốc Tạo không nói rồi người ta lấy, người ta đi bán lại cho với giá là 7.000, 10.000 gì đó. Nhưng mà dầu Quốc Tạo nó đặc trưng như thế này quý vị, nó khác mọi tất cả loại dầu, nghĩa là tất cả dầu không giống Quốc Tạo. Loại dầu này Quốc Tạo làm đặc trưng từ cái trái tim của mình ra, có nghĩa là ở đây Quốc Tạo học sư phụ như thế nào Quốc Tạo làm, thì có trong quá trình học thì Quốc Tạo học được như thế này, học được cách pha chế và học được cái như thế này đó. Thêm một cái vị này nữa thì vào thì bà con sẽ cảm giác được giống như là mình sẽ đi mình xong được luôn quý vị. Còn thơm thì bao thơm lâu bao nồng bao cay, để như thế này nè, thơm thật thật cho quý vị đây nè, sức vô một miếng thôi bà con cảm giác được rất là xứng đáng. Nó thơm rất là dai luôn nha bà con, thơm rất là dai, nó thơm và nó còn thơm dai nữa. Còn ở trong đây đó là thuốc bắc, nó dòm thấy là anh cận đúng không vậy, thuốc bắc á, mà dòm thấy là nè, dòm thấy luôn nè, nó rất là nó đậm đặc luôn á. Dầu mà dòm kiểu này thì không phải nói chứ Quốc Tạo mà tự tin luôn á. Thì bà con nói vậy được rồi, nhưng mà bà con dùng đi mới biết được dầu nó hay, nó thơm như thế nào ha. Thì sản phẩm này là xin nói bà con là chúng tôi nâng cấp thế hệ thứ ba nha. Thì ở đây là thế hệ thứ hai của nó, là nó màu vàng vàng đục như thế này, thế hệ thứ hai là thứ ba là sẽ màu vàng chanh thế này, nó sẽ có một cái mùi thơm rất là cực kỳ luôn, rất là cực kỳ thơm bền bỉ luôn ha. Nó sẽ giúp cho bà con thông mũi, làm như những người lớn tuổi rồi những người trẻ, những em học sinh đều dùng được hết. Nhưng mà khuyến cáo đừng để cho trẻ em nó quẹt trúng con mắt nó cay ha, đó là rất nguy hiểm. Nhưng mà nó không có đến nỗi cái chuyện gì, nhưng mà nó rất là cay thì mình phải ngừa chuyện đó. Thôi cái dầu mình cho qua đi ha. Thì bà con cần bà con cứ tranh thủ nha, điện lại Quốc Tạo bao nhiêu chai cũng có ha. Cái này là cái phần thứ hai, đó là cái chai nhỏ diêm son. Thì ở đây cũng có nhiều giới thiệu nhiều lần rồi, giới thiệu lón qua cho bà con nghe. Cái nhỏ diêm son này thì nhỏ trị bệnh diêm son, nó có triệu chứng là ví dụ như bà con có bị diêm son trong đây nè, mình nhỏ vào thì mỗi một lần nhỏ như vậy đó, là mỗi một ngày trị bệnh đó là nhỏ 3 lần, còn ngừa bệnh là nhỏ 2 lần đó. Trị bệnh là nhỏ 3 lần trở lên. Có nhiều cô bác hỏi Quốc Tạo ơi, chị nhỏ nhiều được không? Dạ được chị cứ phân ra 2-3 tiếng cho nhỏ giùm em cái, nhỏ được hết trơn đó. Trong đây là toàn là thuốc bắc hết, bảo vệ cho quý vị lâu trên 2 năm và không bao giờ gây tác dụng phụ ha. Mình nhỏ vào nó sẽ trị bệnh diêm son cho mình trực tiếp vào đây, và lỗ tai thối thì mình xe lỗ tai của súc vật cũng được luôn nha quý vị. Mình xe sạch sẽ rồi mình nhỏ, mình súc vật thì mình nhỏ vào, còn con người thì mình lấy thấm bông gòn mình xe vào đó. Nó trị rất là đại tài luôn. Trong đây là tổng cộng là mười mấy vị thuốc núi đó quý vị, thuốc núi rồi thuốc bắc, thuốc nam, trong đây rất là nhiều luôn quý vị. Thì ở đây không quên báo cáo cho quý vị là cái chai cái đây, ở đây là cái thế hệ đầu, đây là thế hệ đầu, đây là thế hệ thứ hai. Cái thế hệ thứ hai này nó có đặc điểm gì Quốc Tạo, nó có đặc điểm gì bà con nhìn thấy không? Cái chai thuốc ngứa này nè, ở dưới đây nó trắng nè, ở dưới đây nó đỏ nè. Bây giờ Quốc Tạo sẽ làm lên cho nó đỏ luôn, hết một vùng ở trên luôn. Và ở trong đây là, ở dưới đây là 9 vị thuốc bắc, ở dưới đây là 18 vị thuốc bắc ha. Thế cái thế hệ sau là 18 vị thuốc bắc ha, là chị luôn bệnh chỉ cho bà con luôn ha, chị luôn bệnh chỉ luôn đó. Rồi chị long ben lắc biến ha, hát lào la nấm ăn cả chân cả tay, lát đồng tiền, rồi nứt giò. Và những cô chú bác nào làm ở những chợ búa nơi gần với vùng nước đó, và mình bị lỡ lét rồi đó, mình chùi sạch sẽ đi, ăn nước ăn chùi sạch sẽ, mình thoi cho đệ ngày 2 lần 3 lần thì hứa với quý vị trong vòng 2 ngày là hết đó. Quý vị thoi và sạch sẽ cho đệ. Còn quý vị mà thanh niên đó, mà có những cái dùng kính của mình mà nó cũng bị rẽ lỡ u nhọt, quý vị sức vào cũng hết luôn, cái rất đặc biệt. Còn có người hỏi Quốc Tạo sức bụng được không? Dạ được luôn, nó làm cho liền da mình. Nhưng mà khuyến cáo với chị em phụ nữ là đừng nên sức nám, tại vì sức nám vô đó là mình không biết, mình ra ngoài nắng cái nó bị nám hơn nữa, nó ăn nắng đó. Cái loại này là loại thuốc điều trị chứ không phải là loại kem dưỡng da ha, mà trên khuyến cáo bà con đó. Còn ngứa ngáy này kia là bao, tất cả mình mãi ngứa ngáy gì, tất cả những núm ngoài da là mình Quốc Tạo bao ha, bao hết bệnh ha. Tiếp theo là chai nhỏ mắt. Chai nhỏ mắt này đó là chị mây còm, mây thịt, mắt mờ, rồi lem lép mắt, rồi mắt đỏ, mắt hột. Bà con nhỏ một ngày vậy là nhỏ trị bệnh là 3 lần trên 3 lần cũng vẫn được ha.
cũng phân cách ra giống như thuốc diêm son. À, còn mà nhỏ mà ngừa đó thì hai lần ha. Còn có bà con nói ủa sao cái chai này nhỏ nhỏ mắt mà chị sợ nhỏ vô con mắt nó nguy hiểm. Vậy quý vị cứ yên tâm ha, cứ nhỏ thoải mái đừng sợ, tại đây là thuốc bắc tạo làm ra, bắc tạo nghiên cứu rất là kỹ mới làm ra hết bà con. Ở đây rất là nhiều thành phần, thì khi mà bà con nhận chai thuốc nhỏ mắt này qua cái clip này là chúng tôi đã nâng cấp rồi ha. Hai ngày sau chúng tôi sẽ nâng cấp thuốc nhỏ mắt này lên cái màu á. Giới thiệu với bà con luôn, cái màu hiện giờ là nó đang là màu vàng ha. Chúng tôi để rất là nhiều, chúng tôi để thêm 4 kg quỳnh liên, 1 kg 2 triệu, tôi để 4 kg nữa. Thì bây giờ cái màu nó sẽ trở thành là cái màu sậm sậm gì nè quý vị, cái màu giống gì nè, màu giống gì nè nha, nhỏ mắt chiến xa thế hệ màu gì nè nha đó. Bà con khi nhận được cái này là cái thế hệ đầu ha, còn thế hệ sau là chúng tôi sẽ nâng cấp nó nữa rồi đó. Mỗi một lần nâng cấp chúng tạo tốn rất là nhiều tiền bà con, nhưng mà quốc tạo ở đây không có nghĩ về tiền quý vị, không nghĩ về tiền, nghĩ về sức khỏe của bà con. Đức thầy có cho biết là người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho bá tánh chúng dân được nhờ, thời xưa ngũ duyên kỳ học tài thao lược giúp thì cho dân. Ngày xưa còn có những người ta hy sinh ta làm giúp cho dân chúng vậy, còn mình co là đệ tử của thầy thì con nhà tông không có lông cũng giống cánh. Bà con dùng thuốc quốc tạo, bà con nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, bà con giái Phật tổ Phật thầy gia hộ cho con, tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó, Nguyễn Văn Sò gì đó, cho con uống thuốc của cư sĩ quốc tạo người hòa hảo, con hết bệnh con sẽ tĩnh tâm tu hành để cứu độ cho đời. Bà con giới thiệu với giái gọn như chú quốc tạo vậy thôi, gọn vậy thôi, thì như thế nào đó là chánh niệm. Đó là chánh niệm, thì bà con niệm như đúng như gan vậy thì bà con sẽ được thành công trong cái sự niệm đó, được đáp ứng mọi nhu cầu, hết bệnh bà con tu hành nhớ giùm nha, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh đó. Mình thề, mình thốt, mình hứa với ông Phật là mình hết bệnh mình sẽ làm phước làm thiện, mà khi hết bệnh rồi mình chơi đá gà cờ bạc rượu chè thì cái đó ông Phật tới đó này nghiệp quý vị nó sẽ bệnh hoạn lại. Quý vị đừng đổ thừa là ông Phật ông làm cho mình bệnh thế này kia, đừng đổ thừa như vậy, mà phải tự đổ thừa, tự coi bản thân của mình đó. Đó, rất buồn bá tánh biết bao nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài quý vị đó. Hôm nay không phải là một cái buổi thuyết trình, cho nên hôm nay quốc tạo sẽ nói gọn về cái phần nghiệp lực của mình là do bệnh nghiệp của mình, cho nên mình thầy nói lo thuốc thang khẳng giái Phật chờ, nguyện sửa lòng, tức là sửa cái lòng của mình là ấp Phật giúp đời, là phải giúp cho đời, giúp quý vị, nói cho một cái người hàng xóm mà người ta cười đã vui thôi là mình cũng có phước rồi đó bà con, chứ không cần mà phải mà cho tiền người ta hay là cái gì đâu ha. Tiếp theo thì cái chai rượu sao bóp này thì không thể nào mà nói diễn tả được cái rượu sao bóp này nó tài năng, nó siêu sao thế nào. Quý vị thấy cái trên không, hiện bây giờ một lớp áo ở trên đây, một lớp áo mở cho mình thấy rõ ràng, thấy dòm thấy mà mắt thường luôn nè. Đó là băng tinh Bạc Hà của Ấn Độ, 1 kg 2 triệu, 1 kg đúng 2 triệu. Quốc tạo để vô đây là 10 kg, quốc tạo để vô đây là 10 kg, một lần làm để vô đây 10 kg. Bà con có ai dám để vô đây 10 kg và băng tinh Bạc Hà như quốc tạo không? Thuốc bắc lên giá, cái gì cũng lên giá hết trơn, quốc tạo không lấy bà con lên giá bao giờ hết trơn. Bà con dùng hết bệnh mà sao nó rẻ tiền quá, đó là do công sức, do sự năng nổ của quốc tạo để đem đến cho bà con, gọi là sản phẩm tốt cho bà con dùng. Bà con dùng quốc tạo rất là nhiều trên thế mạng, trên cộng đồng mạng này, 64 tỉnh thành này, luôn cả nước ngoài cũng dùng đồ quốc tạo. Nhưng mà quan trọng là hết bệnh hay là không mới là quan trọng, tốt hay là không mới là quan trọng. Thì ở đây chai thuốc cô bóp này không cần nói nhiều, nó là giống như là một cái ông trời đã ban cho quốc tạo hiểu biết được cái loại thuốc này. Ở đây là quốc tạo ba tiệm thuốc bắc, đúng 3 tiệm thuốc bắc mới được cái chai thuốc cô bóp này. Quý vị mua một tiệm hứa quý vị không bao giờ được, không bao giờ ba tiệm thuốc bắc mới được cái chai rượu sao bóp này. Chai rượu sao bóp này nha, ở ngoài đường lộ đó mà 300.000 quốc tạo không đổi. Khúc này nè, khúc như đây nè, 60.000 à, 60.000 à, mà ở ngoài đường lộ 300.000 quốc tạo không đổi. Quý vị thử đi, ở thằng quốc tạo nói sao nó giống nó nổ quá vậy ta, nói thử cái chai ở ngoài 300.000 mà nó 60.000 mà nó không đổi, thử đi rồi biết. Ở trong đây là tinh túy những cái gì quốc tạo học hỏi được từ hơn 2 năm nay, quốc tạo rút nhíp kinh nghiệm đem vào đây hết cho bà con dùng cho mau hết bệnh. Có người á không có chai rượu sao bóp này á, là nó cũng không có được thành công. Rượu bóp này rất quan trọng, mà đặc biệt nha, ở đây gia đình quốc tạo mới có nghe bà con, đây là đồ độc quyền nha, đây là đồ độc quyền, không có ai có cả, tất cả đồ đây là độc quyền nha. Rượu sao bóp này độc quyền luôn nha, không ai có được. Có rượu sao bóp ở ngoài đường sao thế nào đó quý vị tự bóp hai chai quý vị so lại nhau, quý vị sẽ biết liền đồ quốc tạo như thế nào liền ha. Chào quý vị, trước khi nào quý vị thấy lớp áo không, lớp áo trên rõ ràng luôn nè,
trước khi dùng nó màu đục nè, đục đục có thuốc nè, thuốc nó ra đục gì nè, là ngâm trên 2 tháng nó mới gì, còn ngâm dưới 2 tháng nó ra cái màu vật vật như gì nè, như dầu gì nè đó. Thì ở đây là tạm từ miếng này đã, ở đây kêu bằng combo quốc tạo ha, một combo quốc tạo bà con lấy lẻ là 120.000, quốc tạo báo giá luôn ha, 120.000 đồ lên giá, quốc tạo không lên giá, bà con nâng cấp thuốc lên thoải mái cho bà con dùng luôn, không lên giá bà con bán quậy vốn, bán vui vẻ cũng bán nữa ha, không cần ha, không cần tiền bạc, bán vui vẻ cũng bán nữa. Còn bà con khi mà đi chung với bà con lấy một sản phẩm nào ở trong đây thì quốc tạo có lời được vài chục ngàn, quốc tạo sẽ tặng bà con cái sản phẩm này là 50.000 nữa, cộng 50.000 nữa ha. Rồi bà con cứ cứ điện thoại quốc tạo lại, quốc tạo sẽ điện thoại không được thì nhớ điện lại 5-10 phút sau, điện lại giùm để quốc tạo sẽ gỡ thuốc cho bà con. Con ra con kêu nó vô kêu chốt mà nói chuyện nhau đó. Thì ở đây là cái chai cái cặp thuốc uống, thì cặp uống này quốc tạo, cặp thuốc này của Hồng Kông vị thuốc bắc, một lọ 100 viên, uống trị bệnh tê nhất thần kinh tọa địa điểm gai cột sống thoái hóa, bệnh nhức mỏi quý vị, bệnh nói là bệnh nhức mỏi chứ không có nói được tê nhất, tại vì nó chỉ bên cái phần tê nó chỉ hỗ trợ 50% thôi, cho nên nó không có được hay, bởi vậy chúng tôi mới có ra sản phẩm thêm là tê bì chi đó. Ở đây là nhức mỏi, một cặp thuốc này nhức mỏi này và một cái combo này là 400.000, 400.000 chọn gói, lúc nào bác tạo cũng nói đúng hết trơn, 390.000 cũng không lấy mà 410.000 cũng không được đó, bác tạo không có nhận những cái gì dư hết. Thì đây là từ cái miếng này đảo gì đây, cặp thuốc này bà con uống rất thành công, bà con uống trị bệnh tê nhất thần kinh tọa địa điểm gây cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn nó, bà có hỗ trợ những cái bệnh tai biến luôn, tai biến nhẹ luôn đó. Khi mà bà con uống trên 3 cặp thuốc này thì bà con sẽ được ngừa được cái bệnh tai biến nữa, nó đặc biệt như vậy đó bà con. Trong đây có bản dịch đàng hoàng ha, trong đây có bản dịch đàng hoàng nhưng mà nó tiếng nước ngoài không. Một ngày uống 2 lần là uống 2 viên, mỗi loại 1 viên, uống sau giờ ăn. Bà con không hiểu có quyền gọi trực tiếp, quốc tạo sẽ sẵn sàng trả lời cho mình ha, sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm là những cái phần thuốc của mình để hỗ trợ tư vấn cho bà con ha. Tiếp theo là thuốc thuốc tiểu đường. Tiểu đường này thì quốc tạo cũng có ghi rõ những thành phần thuốc và uống như thế nào trong đây. Nước tiểu đường này đặc biệt thế này, khi bà con đặt quốc tạo, thì quốc tạo mới đi tán ha, đặt quốc tạo mới đi tán, quốc tạo mới lấy cái tiệm thuốc bắc của mình, quốc tạo có một tiệm thuốc bắc đó, tiệm thuốc bắc nhỏ thôi để dành để tán thuốc cho bà con. Thì khi mà bà con ok nhận và tạo ơi em chỉ lấy một cái hộp thuốc tiểu đường này thì quốc tạo mới đi tán thuốc ra cho bà con. Thì thuốc tán này thì nói với bà con, thuốc viên thì uống nó dễ, thuốc tán này uống nó khó hơn một chút, nhưng mà bà con nghĩ cái lợi của nó sẽ lượng khổng lồ như thế nào thì quốc tạo giới thiệu luôn. Khổng lồ như thế này, khi mà chúng ta đang uống thuốc tây chúng ta bị nóng không, khô không, khô họng không, khó ngủ không, đó cái đó là cái bất lợi đó, nó có rút hình không đó, cái đó mới quan trọng, ăn uống không được đúng không đó. Thuốc tây nó như vậy, nó có tác dụng phụ, rất là tác dụng phụ. Còn khi mà thuốc tiểu đường này chúng ta uống thay thế cho thuốc tây thì nó sẽ là đảo ngược tình huống lại, chúng ta mát nè, mập mạp nè, ăn uống được nè, ngủ được nè, bao nhiêu đó thôi quý vị, quý vị thấy xứng đáng chưa? Một ngày chỉ uống 2 lần thôi, nếu mà chúng ta thấy đường chúng ta nó bình lại chúng ta uống ngày 1 lần, còn khi chúng ta thấy đường nó lên chúng ta uống ngày 3 lần, một lần một muỗng canh, muỗng canh mình muốn ăn canh mình á, múc muỗng canh vừa phải uống vô, nó đơn giản vậy thôi, chúng ta pha với nước ấm nhẹ nhẹ miếng long đền vậy, ực cái một vô rất là dễ uống đó, mùi rất là dễ uống. Thuốc này đó là được gọi là gia đình của quốc tạo đã nghiên cứu ra và đã tán ra, mà khi mà bà con nhớ nha, khi bà con mua đặt hàng thì quốc tạo mới tán, có nghĩa là thuốc mới giống như bạc hà vậy đó. Khi mà bà con bữa nay tôi đặt hàng quốc tạo một lọ hai lọ vậy đó, quốc tạo mới gom lại, quốc tạo mới tán, quốc tạo không dám tán trước, tại tán trước thuốc nó gọi là nó mất cái hương thơm, rồi nó mất cái gọi là cái trách nhiệm của thuốc trong đó, nó quan trọng gì lắm bà con ha. Thì bà con dùng đi rồi biết, nhưng mà quan trọng với bà con đó, uống vào đường này đó là có người hỏi đường em uống liệu hết bệnh không, nếu mà nó hết bệnh là nó dốc, nó hết bệnh đường là nó dốc, bệnh đường này chết mang theo, bệnh đường này chết mang theo, nó sẽ bớt trong cái giai đoạn nào đó thôi, nhưng mà đối với quốc tạo đó, thuốc này đó là nó thay thế cho thuốc tây, nó rất là rẻ, thay thế cho những loại thuốc đường khác rất là rẻ. Và hai nữa, nó không có tác dụng phụ, nó là thuốc bắc, nó không có tác dụng phụ. Cái thứ ba, nó làm cho quý vị mát mẻ nè, dễ ngủ nè,
ăn uống được nè, mập mạp nè, nhiêu đó thôi quý vị, nhiêu đó thôi cuộc sống mình đã đủ rồi quý vị. Còn thuốc kia nó trái nghịch nó hết, nó rút nè, nó rồi nó biến chứng nè, nó nóng ho nè, nó nóng hình, nó rút hình lợi giết rồi còn cay tâm, nó là vậy đó quý vị. Nó cho nên người ta mới dùng thuốc bắc đặng để chi vậy, nó không có tác dụng phụ. Tiếp theo là cái chai là cái hộp tê bì chi. Cái hộp tê bì chi này không thể nào không nhắc đến cái hộp tê bì chi này, là tại vì nó là một cái loại thuốc, nó là một cái thực phẩm chức năng, nó được hợp tác bởi Nhật Bản, TBG. Rồi nó một lọ mà là 30 viên, uống mỗi ngày 2 lần, lần uống 1 viên. Nó trị cái gì? Đây trong đây nó có để luôn. Đây trị tê, tất cả tê các chi của mình, tê tai, tê giò, tê đầu, tê gì đó bất cứ ha. Cái bệnh thứ hai là bệnh rối loạn tiền đình, thiếu máu não, ù tai. Tức là khi mà chúng ta say sẩm mặt mày, chúng ta làm quá sức, quá lực, lao tâm, lao lực thì chúng ta sẽ bị say sẩm mặt mày. Đó, thời gian say mặt mày chúng ta không điều trị thì nó kéo giãn, nó kéo dài qua đến nỗi mà đứt các tĩnh mạch và chúng ta sẽ bị gọi là tai biến. Đó, rất là nhiều căn bệnh là do cái gọi là cái đầu chúng ta là một cái có IC, là có IC chính, cho nên chúng ta điều khiển tất cả mọi sự việc mà chúng có IC mà nó bị loạn rồi chúng ta không làm gì được quý vị. Chúng ta giống như bị gọi là mát mát đó. Cái thứ hai đó, cái thứ ba đó là rối loạn tiền đình. Nam mô Phật, đau vai gái, tức là đau chỗ cái cổ này nè. Cái cổ này nè, cái bằng đau vai gái là do máu chúng ta cung cấp bơm lên trên cái não bộ chúng ta không kịp, làm cho chúng ta rối loạn tiền đình. Thì cái bệnh đau vai gái này và cái bệnh rối loạn tiền đình nó sẽ đi chung với nhau. Thì chỗ này nó bơm không kịp nè, nó mới lên, nó mới tạo cho trên đây nó bị rối loạn tiền đình. Đó. Cái thứ tư đó là bệnh kém trí nhớ. Đi ra ngoài trước lấy đồ cặm cây nhang rồi đi xuống quên tới quên lui, gót nước cho ông đức thầy cũng quên đó, rồi đi cặm cây nhang xong rồi đốt nhang xong ra ngoài trước lấy cái gì đó cũng quên, lấy vô nhà lấy chìa khóa, lấy cái chìa khóa 7 lần như vậy đó quý vị, chìa khóa mà lấy 7 lần như vậy đó mà còn lấy không được chìa khóa quý vị. Nhưng mà uống thuốc này vô rồi, một hộp thuốc này ok, hứa với quý vị đồ đạc này kia quý vị ok hết, nhớ rõ ràng mùng một hết, giảng thầy quý vị nhớ luôn ha. Đó, rồi thì bà con có cần tư vấn thì cứ việc điện thoại Quốc Tạo sẽ tư vấn mình thêm rõ hơn nha. Quốc Tạo không tiện nói trên mạng ha. Tiếp theo là cái hộp thuốc. Hộp thuốc huyết áp. Hộp thuốc huyết áp này đó là tác dụng là huyết áp và tim mạch luôn. Nó bình mạch cho mình luôn. Nó bình mạch cho mình và nó sẽ ổn định nhịp tim của mình. Những bà con nào ưa bị giống như là gặp chuyện con rắn, con rùa gì đó mình sợ quá, hay là coi một bộ phim gì đó đâm chém sợ quá, hay gặp có cảnh gì nó sợ quá, nó thì dạo quá tim chúng ta sẽ đập mạnh tim, nó chuyển qua bên huyết áp, sẽ tăng huyết áp đó. Thì ở đây khi uống thuốc này vào nó sẽ bình cho bà con, nó sẽ bình cho bà con, bình lại cho bà con, không có còn bị như cái vấn đề đó nữa. Và bệnh tim bà con biết rồi nghe, nó sẽ ưa đột tử bất ngờ lúc nào nha. Bệnh tim rất là nguy hiểm, báo tin cho con mình cái gì thôi là mình trong đây là mình ép tim mình xỉu rồi đó. Đó thì thuốc này nó sẽ không có làm cho cái chuyện nó xảy ra nữa. Và nó uống nó bình huyết áp quý vị hàng ngày ha, bình huyết áp gì hàng ngày rất là tuyệt vời thuốc này á. Thuốc này là được có tiếng Việt Nam đàng hoàng ha, có tem chống hàng giả đàng hoàng ha, có hỗ trợ kết hợp của nước ngoài đàng hoàng ha. Thuốc này rất là ok, Quốc Tạo đã tìm hiểu và đã sử dụng tất cả các sản phẩm mình, test các sản phẩm mình hết, test ok đàng hoàng cũng đưa cho người tiêu dùng ha. Tiếp theo là cái hũ tĩnh mạch. Thủ tĩnh mạch này là cũng 50 viên. Tê bì cái thằng tĩnh mạch này cũng 50 viên, tĩnh mạch 50 viên và cái thằng huyết áp này cũng 50 viên. Thằng tĩnh mạch này thì nó có nó cũng giống như thằng kia là cũng một lọ 50 viên, uống mỗi ngày 2 lần là uống viên. Thì ở đây là giãn tĩnh mạch là sao đây nè, nó có để nè. Cái gân chúng ta nó màu xanh lên. Nó màu xanh lè, xanh lét lên vậy đó, nó rất là thấy ghê. Tạo có gửi, khi mà gửi thuốc bà con Tạo có gửi theo cái tấm giấy này. Tấm giấy này là có in hình những sản phẩm của chúng tôi ở đây hết, 5 món đặc trưng của Tạo không ai có hết, 5 món đặc trưng: rượu, nhỏ mắt, ngứa, diêm son, dầu diêm son và hình Quốc Tạo đây ha. Chỗ này là không thể nào mà mình giả được đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là chúng tôi có thuốc bao tử nữa. Thì bao tử chúng đây là một bao tử, đây là một bịch như vậy đó, là 6 gói nhỏ trong, uống được 6 lần. Thì bà con nói Quốc Tạo ơi, chị có cần bao tử, chị bị bao tử quá thì ok em tặng cho chị một bịch ha, chị một liệu trình thuốc này em tặng bịch bao tử đó. Bà con cần thì cứ liên hệ, còn bà con nói nhận thuốc rồi còn không nói chơi là Quốc Tạo không tặng thuốc bao tử nha. Rồi quan hỷ rồi vậy đi. Rồi còn Bạc Hà Núi thì Quốc Tạo cũng có ở đây cũng có bán, 1 ký là 50.000 chia ra cho bà con, 49.000 không được, 51.000 cũng không lấy nha. Đó là Bạc Hà mới đàng hoàng, mới tinh luôn,
Em đã tới chỗ trung điểm mới tinh luôn. Ở đây Bạc Hà mới mới mình rất là khó khăn quý vị. Khi mà bà con nhận nhận được Bạc Hà thì bà con gọt ra, gọt hai cái đầu ra, đầu nắm nó bỏ, héo nó bỏ, bà con căng lại là hơn hơn số ký ha. Bạc Hà núi thì bà con biết tác dụng đó thì lên mạng để mình nghiên cứu hay thêm ha. Rồi thì hôm nay thì nơi đây thì Quốc Tạo cũng xin kết lời nơi đây. Thì bà con điện lại Quốc Tạo mà không được đó thì bà con tranh thủ chút xíu điện lại. Đó, tại Quốc Tạo người ta điện lắm, có khi bà con điện không được cái bà con bỏ qua ha, bà con cứ điện lại, còn bà con không điện thì bà con cứ kết bạn Zalo, Quốc Tạo sẽ chấp nhận và bà con nhắn tin vào, Quốc Tạo sẽ gọi lại. Thì ở đây sản phẩm chúng tôi là bà con nhanh tay nha, dầu bây giờ là có loại mới ra nha, dầu thế hệ 3 nha quý vị, dầu vàng chanh nha. Đó, bà con dùng đi rồi bà con biết nó mùi thơm như thế nào, nó mùi thơm rất đặc biệt luôn. Dạ thì ông Tạo xin kết lời ở đây, cũng không quên cầu chúc cho bà con xem video này hồi hướng công đức cùng với bà con. Bà con mua thuốc Quốc Tạo Quốc Tạo lấy cái số tiền đó đó, Quốc Tạo in kinh ấn tống làm trận điều của quyền phước đức đó là chia với bà con. Bà con uống thuốc Quốc Tạo hết bệnh là phước của Quốc Tạo, chia phước cùng Quốc Tạo, chúng ta cùng nhau chia phước tới lui, bà con cùng nhau nương cậy vào nhau phước tới lui. Thì ở đây bà con dùng thuốc hết bệnh, Quốc Tạo có phước, bà con đưa tiền Quốc Tạo, Quốc Tạo in in kinh ấn tống cho người ta, phước của bà con mình chia phước với nhau nghe bà con. Ở trong một chiếc thuyền ai cũng có phước đều gan hết trơn đó. Quốc Tạo xin kết lời ở đây, ai xem video này xin hướng công đức mà mong rằng bà con hết bệnh. Ở đây bà con dùng thuốc Quốc Tạo nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật dùm cho đệ, Nam Mô A Di Đà Phật bà con hết bệnh. Và khi nữa thì bà con nhớ nha, ở đây thì nhiều người nói Quốc Tạo có bàn tay phục dược, khi Quốc Tạo cầm cái hộp thuốc mà đưa đến cho bà con rồi bà con uống chỉ hết bệnh, nó đặc biệt như chỗ đó đó bà con, đặc biệt chỗ đó đó bà con nên tin tưởng vào Phật đó. Thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.